Hi, xin chào các bạn. Tiếp theo chuỗi những video về kiểm toán năng lượng trong nhà máy, thì đối với hệ thống máy bơm cũng là một trong những thiết bị gây tiêu tốn khá là nhiều năng lượng, và nguyên nhân chủ yếu là do hư hỏng về cơ khí như là trục, mất cân bằng vân vân, gây giảm hiệu suất động cơ cũng như là phát nhiệt. Và để đảm bảo cho hệ thống máy bơm hoạt động ít tiêu tốn năng lượng nhất, thì chúng ta có thể thực hiện bằng cách đảm bảo cho chúng hoạt động ổn định cũng như là tối ưu hóa hiệu suất. Đối với động cơ, hiệu suất làm việc giảm sẽ gây tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Việc đánh giá được hiệu suất vận hành thực tế của động cơ điện là rất cần thiết trong chiến lược quản lý năng lượng. Hiện nay với công nghệ hiện đại, máy Plug 438-2 sẽ giúp bạn kiểm tra và đánh giá hiệu suất động cơ dễ dàng hơn và chính xác hơn. Trong trường hợp hiệu suất quá thấp thì chúng ta có thể chọn phương án thay động cơ mới với hiệu suất cao hơn. Tiếp theo là phân tích ảnh nhiệt để kiểm tra các điểm phát nhiệt bất thường có khả năng gây cháy nổ và hư hỏng thiết bị như tủ điện, mối nối, cuộn dây, vòng bi động cơ v.v. Và theo các chuyên gia thì tuổi thọ động cơ sẽ giảm một nửa khi nhiệt độ làm việc tăng 10 độ C so với thiết kế. Với camera nhiệt của Flux thì chúng ta có thể kiểm tra chính xác hơn và dễ dàng hơn. Tiếp theo, phân tích rung động cũng giúp phát hiện những hư hỏng máy móc như mất cân bằng trục, hư hỏng phòng bi v.v. Và đây cũng là những nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng về tiêu thụ năng lượng. Chúng ta có thể sử dụng các máy phân tích rung động như Flux 810, AMS2140 của Emerson để kiểm tra tình trạng rung động và khắc phục sớm, giúp nâng cao hiệu suất động cơ. Đối với máy bơm thì các khớp nối rất quan trọng. Khi khớp nối bị lệch sẽ gây hư hỏng vòng bi, hỏng động cơ gây hao phí năng lượng do tạo ra rung động và nhiệt. Hiện nay với dòng máy Flux 830 với công nghệ laser giúp cho việc kiểm tra và canh chỉnh khớp nối dễ dàng hơn và chính xác hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cần thêm hỗ trợ tư vấn, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo thông tin ở cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.